Nhiều bạn đang chuẩn bị đi nâng mũi và có câu hỏi rằng nâng mũi có an toàn hay không và sự thật thì có nên đi nâng mũi hay không. Trong video hôm nay thì Trọng sẽ chia sẻ với bạn rằng tại sao chúng ta lại đi nâng mũi và nâng mũi an toàn hay không an toàn ra làm sao. Thứ nhất là nâng mũi nó là một cái dịch vụ tiểu phẫu thôi. Cái dịch vụ này là bác sĩ sẽ tách ra tạo cho các bạn một cái khoang nó nằm ở phía dưới da và trên cái xương mũi này. Đấy, sau đó các bác sĩ sẽ đưa những cái chất liệu, những cái vật liệu vào, có thể là nhân tạo, có thể là tự thân vào để bạn có một cái thông mũi nó cao hơn. Cái dịch vụ tiểu phẫu này nếu các bạn thực hiện ở những cơ sở có các bác sĩ thực hiện nhé, có bác sĩ thực hiện là một này, bác sĩ học đúng chuyên ngành hai này và đảm bảo các nguyên tắc vô trùng cũng như là các kỹ thuật theo đúng tiêu chí của một ca tiểu phẫu thì cái phương pháp nâng mũi này nó là phương pháp rất nhẹ nhàng và đơn giản an toàn nhé. Trường hợp thứ hai nữa là khi các bạn nâng mũi như vậy mà các bác sĩ sẽ thực hiện những cái dịch vụ tiểu phẫu như có thể là làm chất làm đầy, dùng filler hoặc là những cái chất ví dụ như là cái bột mà đó là gọi là bột silicone dạng lỏng vừa phải thì cũng có thể tạo cho các bạn cái đáng mũi phù hợp với lại nguyện vọng của bạn. Thì phương pháp này cũng là một cái dịch vụ rất nhỏ thôi, giống như Trọng vừa nói đấy, để tạo vào cái khoang như vậy. Thì đấy là phương pháp thứ nhất mà sau khi làm xong bạn có thể về được ngay, cũng rất an toàn khi các bạn thực hiện được đúng cái tiêu chí như vừa số 1 Trọng vừa đưa ra. Phương pháp nâng mũi thứ hai mà các bạn có thể thực hiện được đó là phương pháp nâng mũi bằng chỉ. Phương pháp này cũng được thực hiện bởi các bác sĩ nhé. Khi các bác sĩ thực hiện thì cũng là đưa một cái sợi chỉ nó luôn vào cái khoang ở dưới da và trên xương mũi như Trọng vừa mới nói, và sau khi mà đưa vào một cái khoang như vậy nâng cho các bạn một cái sống mũi lên cao phù hợp thanh thoát với được khuôn mặt của mình thì các bạn cũng có thể là có kết quả ngay và về nhà được ngay, thì không có cần phải nghỉ dưỡng gì cả. Thì đấy là phương pháp thứ hai và cũng là rất an toàn là như thế. Phương pháp thứ ba mà các bạn có thể sử dụng khi nâng mũi đó là các phương pháp mà các bạn sử dụng các sụn sinh học hoặc là các sụn nhân tạo hoặc các sụn tự thân để đưa vào cái vị trí cái khoang mũi Trọng vừa mới nói. Thì sau khi đưa vào cái mũi khoang như vậy xong rồi thì lúc đó tạo cho bạn một cái sống mũi mới. Thủ thuật này thường được thực hiện trong vòng tầm khoảng 45 phút đến 1 tiếng, nhiều trường hợp thì có thể lâu hơn, nó là tiếng 15 phút. Phương pháp này cũng là chỉ là một cái dịch vụ tiểu phẫu và được thực hiện dưới bàn tay của các bác sĩ cũng như là tại các cơ sở được cấp phép của Bộ Y tế, thì lúc đó các kỹ thuật này rất an toàn. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến có an toàn hay không nữa là gì, các bạn phải được các bác sĩ khám xét để phân loại các bạn có bị bệnh nền hay không, có các bệnh phối hợp kèm theo hay không. Ví dụ như nhiều bạn bị bệnh tim mạch thì lúc các bác sĩ sẽ tính toán làm sao là có nên nâng mũi hay không nên nâng mũi nhá. Thì đấy, khi đó các bạn sẽ thấy là cái mức độ an toàn sẽ nâng cao rất nhiều. Trong trường hợp những bạn bị tiểu đường thì bác sĩ sẽ tính toán xem là nâng mũi xong tiểu phẫu rồi làm như vậy nó có liền được hay không. Nếu liền được vào rồi thì bác sĩ sẽ làm cho bạn và mức độ an toàn của bạn cũng lại sẽ tăng lên rất nhiều. Trọng nhấn mạnh rằng các bạn phải được các bác sĩ chuyên ngành khám xét và tư vấn cẩn thận để đánh giá được cái mong muốn của các bạn là một, hai nữa là cái tình trạng cơ địa của các bạn có yếu tố dị ứng hay không là ba, có các bệnh nền phối hợp hay không nữa là bốn. Những yếu tố đó gộp vào thì các bạn sẽ được các bác sĩ tư vấn và được tiến hành làm, thì lúc đó cái mức độ an toàn là rất cao nhé. Nên trả lời các bạn rằng nâng mũi thì là một dịch vụ tiểu phẫu và rất an toàn nếu được thực hiện dưới bàn tay của các bác sĩ chuyên khoa. Vấn đề thứ hai là các bạn bảo có nên đi nâng mũi hay không, thì theo quan điểm của Trọng, những người nào mà đã có sống mũi rồi, phù hợp với khuôn mặt hài hòa rồi, không nên chạy theo mốt thì chúng ta cũng không nên đi nâng mũi. Đấy là cái quan điểm của Trọng. Như của bạn mà sống mũi mà nó đã cao rồi, vừa phải rồi, không mắc được những khuyết điểm như sau đây Trọng sẽ tư vấn nhé. Ví dụ như khuyết điểm như là sống mũi thấp, cái phần này 1/3 của các bạn nó thấp hẳn, thế nhưng của bạn thì đã cao rồi thì không cần phải nâng nữa. Còn những bạn nào mà sống mũi thấp này thì lúc đó các bác sĩ sẽ đưa một cái sụn vào để nâng cao cái sống mũi lên. Thì đấy là trường hợp nhất, là khi trường hợp sống mũi thấp thì cũng có thể mới nên đi nâng mũi. Trường hợp thứ hai là nếu bạn có sống mũi cao nhưng nó bị gồ, giống như kiểu mũi của bên phương Tây đấy, rất nhiều người bị mũi gồ, thì lúc đó chúng ta sẽ đi nâng mũi để phủ thêm một cái lớp lên trên để cho cái sống mũi nó thẳng, nó không bị gồ. Hoặc là bác sĩ có thể là mài cái gồ đi, đấy, đục cái gồ đi, hai cái bên xương này đi, để cho các bạn có một cái sống mũi thẳng thanh thoát, thì lúc đó chúng ta mới lên đi nâng mũi. Thì đấy là những trường hợp mà các bạn nên đi nâng mũi. Trường hợp thứ ba mà các bạn đi nên đi nâng mũi, nó là cái đầu mũi của bạn này rất thấp,
Đấy. Có bạn thì đầu mũi nó hếch đi thì lúc đó chúng ta cũng lên đi đầu mũi để chúng ta chỉnh kéo dài cái đầu mũi xuống cho nó phù hợp để nó che hết hai cái lỗ mũi này. Nó đỡ bị hếch thì nó đảm bảo được là cái yếu tố phong thủy cũng như là đảm bảo được là cái mũi của mình nó hài hòa với khuôn mặt. Trường hợp thứ tư mà các bạn lên đi đầu mũi tức là thì cái đầu mũi này nó cũng dài quá, nó thấp xuống và sống mũi nó thấp nó ngắn thì các bạn sẽ phải kéo cho cái đầu mũi nó cao lên một tí, kèm theo nữa là nâng cao cái sống mũi lên, thì đấy là những trường hợp mà các bạn nên đi nâng mũi nhé. Đấy. Thế thì các bạn biết rồi đấy, vừa rồi Trọng mới chia sẻ đấy là những trường hợp nâng mũi nó là một cái dịch vụ rất an toàn thôi, không phức tạp gì cả. Và khi đó chúng ta chỉ khi chúng ta chỉ có những khuyết điểm, những cái yếu điểm về cái mũi thì chúng ta mới hãng đi nâng mũi. Còn những người nào đã có sống mũi thanh thoát rồi này, những người nào mà đã có đầu mũi tốt rồi thì không nên đi nâng mũi. Nhóm người thứ ba nữa mà Trọng khuyên là có thể nên đi nâng mũi đó là những người có đầu mũi này rất to, cánh mũi rất rộng. Đấy, thì chúng ta cũng có thể đi cắt cánh mũi và thu nhỏ đầu mũi để làm cái dịch vụ nâng mũi, làm sao cho cái dáng mũi của mình phù hợp với khuôn mặt của mình. Thì đấy là những cái nhóm mà chúng ta có thể nên đi nâng mũi. Tức là gì? Nâng mũi chúng ta sẽ bổ sung những cái khuyết điểm mà chúng ta cái khuôn mặt của ta nó chưa hài hòa, cái mũi của mình nó chưa hài hòa với khuôn mặt của mình thì chúng ta mới nên đi nâng mũi thôi. Còn những người nào đã có mũi hài hòa rồi, có mũi đẹp rồi thì Trọng khuyên là không nên nâng mũi, vì mặc dù nó là một cái dịch vụ tiểu phẫu thôi, đơn giản thôi, nhưng chúng ta cũng không nên lạm dụng quá, vì chúng ta lạm dụng nhiều quá thì sau này cái gì nó cũng có như con dao hai lưỡi thôi. Nó có những cái cũng có những cái nguy cơ, những cái biến chứng nhỏ nó có thể xảy ra hoặc có thể không xảy ra. Hay còn lại những bạn nào mà có ngoài những vấn đề mà Trọng vừa mới chia sẻ trên, có những cái vấn đề khác ví dụ như là muốn hỏi về tình trạng lỗ mũi, tình trạng trụ vách ngăn hoặc tình trạng da mũi mỏng hay như thế nào đó thì có thể comment ở phía dưới inbox hoặc là có thể vào cái kênh đăng ký kênh của Trọng, để trong kênh của Trọng có những trường hợp mà Trọng đã làm những video cho những trường hợp mà da mũi mỏng thì có nâng được mũi hay không, hoặc là đầu mũi to quá thì có thu nhỏ đầu mũi hay không, để các bạn theo dõi và có những cái câu trả lời cho các bạn, hoặc các bạn có thể inbox ngay ở video phía dưới này nhé, thì Trọng sẽ trả lời các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Trọng và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.